Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với ba logo. Mời dì hai chọn. Dạ, số 1. Số 1. Dạ. Mở số 1. Mỗi logo sẽ có số tiền tùy thuộc vào sự may mắn của gia đình. Số 1. Mời dì hai qua đây. Mấy anh phụ dì hai rút coi. Để xem mình logo đầu tiên mình có nhiêu. Rút đi mấy anh với dì hai. Dạ rồi, em một tay, dì hai một tay nha. Mỗi người một tay. Một. Từ một số 0. Một số 0. Hai. Số 3. Ống thép Hoa Sen bền vững đến tương lai. Giá trị giải thưởng là 3. 6 số 0. 7 số 0. 7 số 0. Và rút 10. Ống thép Hoa Sen bền vững đến tương lai 10 triệu đồng. Dẫu sao thì 10 triệu đồng này nó cũng làm vơi đi có khó khăn của gia đình chúng ta. Dạ. Chị hai đi bán vé số ngày được nhiêu tiền? Đại lý cho 220 thì được 220. Còn nếu mà cho 250 thì được có 240. À, phải nuôi 4 người trong gia đình vậy đó hả? Dạ. Rồi, 10 triệu này nó đỡ vất vả hơn ha. Chúc dạ. mừng chị hai. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn tiếp một bảng nữa. Đó, chị hai với Lê mới nhỏ bàn đi. Bảng số mấy? Nãy nó bảng số mấy? Số 3. Số 3. Số 3 hả? Quyết định không? Rồi, số 3. Mở luôn số 3. Coi nhiêu. Võ Minh Lâm với lại Minh qua đây coi. Hồi hộp quá đi à. Hai chú cháu mình nha, cùng rút bảng nha. Võ Minh Lâm, cái chữ Minh lót ở giữa Lâm đó. À, con liên quan với chú Võ Minh Lâm đó con. Hoa Sen Home, hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng nội thất. 6 số 0. Để hết thở cái anh ơi. 7 số 0. 7 số 0 rồi, cậu đoán được bao nhiêu hả? Cậu đoán số mấy nữa? Số 2. Số 2 hả? Hả? Số 2 không anh? Số 2. Thấy số 2 rồi, chúc mừng phong thủy. 20 triệu đồng. Được 30 rồi. Dạ. Cả nhà về đây. Đó. 30 rồi hen. Có 30 triệu rồi. Chị hai sẽ làm gì với số tiền 30 triệu này? Chị cũng chưa biết, nhưng mà trước tiên phải mua chiếc xe đạp cho nó trước, rồi còn dư phải tính tiếp. Rồi bây giờ chúng ta chọn logo thứ 3. Nào mình chọn đi. Mình số mấy con? Con số 7 đi, số tháng sinh của cô Man đó con. Dạ con chọn số 7. Số mấy? Số 7. Ủng hộ gia đình. Số 7. Số 7. 7. Số 7. Mở số 7. Bây giờ là cả 4 người mình chắc là phải cùng chạm tay vào tấm bảng. Qua đây hết. Số này có xây nhà được hay không? Sửa nhà được hay không? Dạ dì hai qua đây luôn. Qua đây dì hai. Để em cầm cho, em cầm phụ cho. Cùng chạm tay nha, cùng chịu sức mạnh nha. Màu. Chậm chậm đấy con, chậm chậm đấy con. Tôn Hoa Sen, máy ấm gia đình Việt. 3 số rồi, 6 số, 6 rồi. 6 rồi. Thấy số 0. 7 số 0 rồi. Trời ơi. Kẹt rồi. Khó rút quá. Rút. 40 triệu đồng. 40 triệu đồng đúng quý vị. Đây dì hai ơi, em cầm phụ cho nha. Sao dì hai, 40 triệu. Như vậy là với ba logo chúng ta có 70 triệu đồng. Được chưa? Quá nhiều hả? À, quá nhiều hả? Trời ơi, sửa lại nhà nha. Bao lâu rồi dì hai chưa sửa lại nhà nè? Cái nhà đó hồi đó là nhà tình thương á. Nhà tình thương? Dạ. Bây giờ về sửa cái nhà này, đặt tên là nhà tình yêu nha. Tình yêu của mái ấm gia đình Việt với mình ha. Dạ dạ. Nhà tình thương nó bung hết trơn rồi, nó tan nát hết trơn rồi. Dạ. Giờ mình làm ngôi nhà tình yêu. Dạ. Để nhớ về mái ấm gia đình Việt. Dạ. Nhớ ngày hôm nay gặp Võ Minh Lâm. Dạ. Gặp Mai Anh. Dạ. Gặp Quyền Linh. Chú Quyền Linh thấy trên truyền hình mỗi ngày. Phải không? Dạ. Rồi chúc mừng gia đình của Minh nhận được giá trị giải thưởng là 70 triệu đồng. Và bây giờ chúng tôi xin mời cả ba gia đình bước ra đây để nhận giá trị giải thưởng của chương trình. Mái ấm gia đình Việt tiếp tục lan tỏa những tình yêu thương của tất cả mọi người dành cho những gia đình đang gặp khó khăn, đặc biệt là những trẻ em không may bị mất cha mất mẹ. Và ngày hôm nay chúng tôi cảm giác rất là ấm lòng khi được chia sẻ điều đó với cả ba gia đình. Và hiện giờ trên hình ảnh quý vị đang xem cũng đang có hiện lên tài khoản của cả ba gia đình nha quý vị. Quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi bất kỳ một thông tin nào, động viên cũng được. Và có thể chia sẻ một phần quà nào đó mà quý vị có thể gửi về cho gia đình, từng gia đình nha quý vị. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.